Chào tất cả các bạn nghe, bữa nay mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nghe mấy bạn. Thì bữa nay do anh mình có công việc nên mình đi mình ên vừa gỡ vừa quay hơi chậm, mấy bạn thông cảm nha. Rồi ở đây đằng trước này đây mình có một tay lưới nha mấy bạn. Nãy giờ lội 5-7 tay cũng không dính mấy bạn. Dạ là này có hàng rồi mấy bạn ơi. Ôi vẫn lãi mấy bạn ơi, cũng đâu con gì bị mà vẫn lãi cũng được. Quá trời nước nè mấy bạn thấy không? Ngập chân này đây. Một con lãi đầu tiên nha mấy bạn. Đây, con này hình như nó cũng chết rồi mấy bạn. Quéo quéo rồi. Cỡ này mình bận công việc đánh ba cà cuốc đêm mấy bạn cho nên không có xuống lưới nhiều. Ít bữa nữa mình đánh xong mình xuống lưới nhiều rồi cái mới có nhiều test cho mấy bạn xem. Chứ giờ mình vẫn còn số lưới này có mấy chục tay mấy bạn. Tham bữa 30-40 tay cho nên nó dính cũng không nhiều không. Rồi bây giờ mình tạm ngưng đây, mình gỡ gắn ra rồi xong mình quay mấy bạn xem. Rồi mình gỡ xong gắn nãy này nha mấy bạn. Đây chết ngắt rồi mấy bạn ơi, gắn này to, gắn cỡ 400g nha mấy bạn. Rồi thôi vậy mình đi tới tay lưới tiếp theo luôn nha mấy bạn. Ở đây mình có văng đây hai tay. Chết luôn rồi mấy bạn ơi. Trời cái này nắng quá cho rắn nó hay chết quá nha mấy bạn. Đó, ở đây có anh tủ đất không có gì nữa. Đây nghe mấy bạn. Ừ, chết mấy bạn ơi. Con này hư luôn rồi. Rồi đây để mình qua mình thanh tan lại thử nha mấy bạn. Đây đây còn tắt không nữa. Ta này không dính nè, ta này đặt rồi dính giờ không dính nè các bạn ơi. Thôi bây giờ mình tạm ngưng mình xử lý con rắn chết luôn mấy bạn. Chứ mình tay gỡ người tay thấy khó quá mấy bạn ơi. Đây, quay lại con rắn này bỏ luôn rồi mấy bạn ơi. Rắn này chết bị chuột móc, chết hơi lâu rồi cắn đứt cái đầu luôn mấy bạn. Thôi, tạm ngưng mấy bạn. Xử lý luôn. Rồi tiếp tục mình đây có một tay nữa nha mấy bạn. Đây trong lùm này là đợt thẩm dính một con rồi nè mấy bạn nhớ không? Con còn nhắn lãi thì không bự nữa đó. Trời ơi này dính nhắn lãi nữa mấy bạn ơi. Chăng cái lùm bụi chuối rồi. Đây. Rồi cận cảnh mấy bạn xem đó, đó. Đó. Đưa cái đuôi méo gì cái chuối kìa mấy bạn thấy không? Gặp mảnh kênh sẽ rung rung trên kìa. Đó, đủ giật giật là muốn cắn đây nha các bạn. Mấy con đó là hung đó nha, đó. Đó. Ừ, này thấy à. Gì dữ vậy? Ừ. Bạn nhìn thấy cận cảnh chưa? Ta lưới mình văng nè, từ ở trên chỗ này nè, cái đại đây xuống cái đại dưới ra, dưới mưa nước lúc chừng các bạn. Đó, nguyên lặng ra. Ta lưới này hổng ra, con này con thứ hai nha mấy bạn. Hổm con kia được vàng cân 450g, con này chắc cũng cỡ 4 chấm, hơn 4 chấm rồi bạn. Rắn này có trứng nha. Bụng. Con này hung quá bạn. Nào táp táp. Rồi bây giờ mình tạm ngưng máy, mình gác máy mình bắt nó một cái rồi mình quay cho mấy bạn xem nha. Con này là con thứ ba nha mấy bạn. Rồi mình gỡ rồi nha mấy bạn. Đây. Con này chắc cỡ khoảng 400-450g nha các bạn. À, con này tại có trứng đó bạn thấy đã không? Nãy giờ dính đâu có 3 con mà dục 1 con nha các bạn. Còn đây 1 con nè, con mình bỏ 1 vỏ nè chứ đâu được 300g nó nói gì nha các bạn. Mình với con sống một á, nãy giờ nói chung là cũng thắt mấy bạn ơi. Cỡ này sao nó không dính hổ hành, hổ ngựa, đồ bự. Còn dính mấy rắn này nhỏ quá, để mình bỏ vô cái này thôi. Tại đi con mình quay hơi khó, có gì mấy bạn coi thông cảm nha. Tại anh mình có việc rồi. Đây, một em đầu tiên còn sống. Ba em mà mới sống được, mới được còn sống đó bạn ơi. Còn như nó nắng quá, cỡ này thời tiết nắng quá nè bạn. Nó hét quá, ổng mưa, rồi ổng nắng lại hét quá, cái nó hào gắn quá mấy bạn ơi.
Rồi thôi mình tạm ngừng đây nghe mấy bạn, tới tại tiếp theo có dính mình quay lại mấy bạn. Rồi mình về tới nhà nghe mấy bạn. Bữa nay thắt quá mấy bạn ơi. Thành quả bữa nay nè được ba con rắn nãy giờ thì mấy bạn cũng thấy đó, giục hết con, còn được con này mới chết mình đem về mình ăn. Con này thì còn sống, đi đầm được nhiều con mối nha mấy bạn. Con mối này mà chiên xù là hết hàng nha mấy bạn. Chiên xù làm nước mắm rau sống rồi nha. Đây con này thành quả chắc tối nè mấy bạn. Thành quả chắc tối của mình đánh cà cuốc nè nghe mấy bạn. Đây. Hai lồng mấy chục con á, giờ tối ông anh ông bận công việc quá, mưa gió quá nên không có đi được mấy bạn ơi nè. Hai lồng hết rồi, hai lồng cỡ 40 con mấy bạn. Đây. Bạn thấy đã không? Ở này bởi mình tập trung qua đánh cà cuốc nhiều hơn mình đi chân lưới các bạn, lưới mình để có nhiều đó còn nhiều mình lấy nhiều bạn. Còn cà cuốc cỡ này đánh kiếm ăn được tại mùa nước lũ nước ngập hết còn mấy miếng ruộng cuối đó mấy bạn buồn nhiều lắm nên mình đánh mấy đám lớn đó luôn làm dữ vậy. Cái này hồi sáng là mình mặn hết mớ nha mấy bạn. Thì sáng nó chết hết mớ cà cuốc rồi mình mặn rồi cho nên còn nhiêu đây nè. Tối này đâu chắc cỡ 40 con gì đó. Sáng đánh về ngộp, để chuồng nhện ngộp cũng chết hết mớ rồi. Thôi, vậy tạm thời cho mình ngưng cái clip tại đây nha mấy bạn. Rồi chừng nào mình có quay nữa mình đi nữa mình test cho mấy bạn xem. Thôi, mình chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại mấy bạn ở clip sau.